Chào cô chú anh chị và các bạn nha. Quay lại kênh Tim Bên Biển thì để cập nhật cho cô chú anh chị thêm là khoai là giải cứu khoai lang Đà Lạt nha nhà ơi. Đây đây khách chạy luôn nha. Mình tới đây mình mua là cũng có luôn nha. Thấy chưa? Ép ép cho không giải luôn. Cái đó là chị trừ hao ra nữa. Đúng rồi, vậy là khi mà những cô chú chốt hôm qua á, là tới đây là lấy hàng, còn cô chú mà tới mua bây giờ là cũng có luôn. Nói để cho mọi người biết. Dạ, chào chị nha. Dạ, chúc chị buổi sáng nhiều sức khỏe. Đó, à, chị này khách hàng đầu tiên lấy khoai 10 ký. 10 ký khoai ha. 10 ký khoai ạ nha. Một bao 5 ký. À, vô bịch sẵn có 5 ký luôn ha. Không thì bên đó nó giao qua lại vô mình sẵn một bịch 5 ký. Xong rồi về là chúng tranh sẽ ai mà đặt ít đó thì sẽ chốt lại cái đơn cái bịch ít lại. Dạ. Có cái cân kìa cân. Ồ, có cân 60 ký luôn rồi. Có cân nhỏ không? Cân bự cân nhỏ có điều hết ha. Rất tuyệt vời luôn mọi người. Khách hàng đầu tiên đã nhận khoai tây, khoai wow, xin lỗi cô chú chị khoai lang. Sách phụ anh chị, sách phụ lên cho. Bay cái nồi này không ạ? Bỏ chồng lên luôn cho rớt xuống. Đó tuyệt vời, về nấu luôn ăn rất là ngon chị ha. Khách đầu tiên đã nhận khoai lang, chỉ đi chợ chỉ ghé qua chỉ lấy luôn rồi cả nhà ơi. À, chị này rất là may mắn nha, thật kỳ may mắn luôn. Hồi nãy là nói chung là nhiều cô chú anh chị đến đây thì chưa có hàng, rồi mới chặn hàng mới di chuyển về cả nhà. Mua khoai lang đúng không cô chú anh chị, phải nhớ luôn mùa đang bạc. Đây vô vị thì có vị 2 ký, 5 ký, 10 ký cũng có, 2 ký, 5 ký, 10 ký, và cả nhà mình đã mua. À, bịch 20 ký, bịch 5 ký của chú anh chị. Cô chú anh chị có thông tin thì cô chú anh chị hãy ghé vào đây đến shop của chị Hồng Loan, shop An Vạc thôi cả nhà. Nhận khoai lang đã có rồi nghe nè, đã bên chủ sở khoai lang dễ dơ cứu Đà Lạt cũng giao hàng tới rồi cả nhà đây. Về rồi có việc làm. Trời già để cô chú chị ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ở xa nó ship tất cả những khoa lan gì tất cả nó ship dọc gần gần, nó ship xa quá không được, không nghĩ là không được, mấy ngày ship mấy ngày sợ nó hầm, nghĩa là ship gần gần những tỉnh lân cận luôn, em thì ghen hoặc là trong thành phố cũng ghen. Tiếp xa mà mình bảo quản cho tốt thì mình chưa chết, nhà có cơ cho nó thông thoáng, hai ba ngày vẫn ổn. Anh chị đặc biệt rất là thích khoai lang. Anh khoai lang chị gái này đang xếp khoai cho thùng mình xếp đi coi nha. Ở bên đây thì có một chị gái mới, có một gái mới kế toán mới à? Kế toán hả? Đây đây mình làm chánh à? Wow, chánh này nó mặc kính rồi ta. Đuôi à? Đuôi chánh, đuôi mặc kính mua đâu anh chánh? Mua đâu ạ? Chào bác. Bán trải nghiệm mà. Chấm vui luôn em. Từ khi tới buồn buồn nó lại chậm luôn. Mày đang lấy đá mà. Thôi thì có lẽ là tạm biệt. Là chị ấy đoàn là bỏ vô những cái thùng xét đường đi cả nhà. Chị Tránh rất là dễ thương nha mọi người.